Thưa quý vị và các bạn, khi chủ quyền và lợi ích quốc gia bị xâm hại, Việt Nam sẽ thực thi mọi biện pháp có thể để bảo vệ quyền lợi ích. Đó là một trong số những phát ngôn đáng chú ý nhất trong buổi họp báo thường kỳ được Bộ Ngoại giao tổ chức trong ngày hôm nay tại Hà Nội. Cuộc họp diễn ra trong lúc vụ việc giàn khoan 981 vẫn diễn biến phức tạp và Trung Quốc vẫn đang ngang ngược tiến hành một loạt các hoạt động trái phép, coi thường luật pháp quốc tế. Trả lời câu hỏi của hãng tin AP về việc Việt Nam có hành động mạnh mẽ hơn trên thực địa không khi mà Trung Quốc liên tục đâm va, gây hư hỏng tàu và đe dọa tính mạng lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam, ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển khẳng định, chủ trương của nhà nước Việt Nam mong muốn giải quyết mọi vấn đề về chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, cho nên lực lượng của Việt Nam dù bị tàu Trung Quốc đâm va vẫn kiên trì biện pháp hòa bình. Khi chủ quyền và lợi ích quốc gia bị xâm hại, Việt Nam sẽ thực thi mọi biện pháp có thể để bảo vệ quyền, lợi ích. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời một loạt câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế về tình hình Biển Đông và những hoạt động ngang ngược khác của Trung Quốc, như phát hành bản đồ địa hình Trung Quốc và bản đồ quốc gia khổ dọc, trong đó thể hiện lưỡi bò bao trùm gần như toàn bộ Biển Đông, đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất mới của Trung Quốc, khởi công xây dựng dự án trường học và hoàn thiện dự án nhà ở công cộng trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, tiếp tục mở rộng, xây dựng và thay đổi nguyên trạng trái phép trên một số điểm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm đóng từ năm 1988. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định lập trường của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động sai trái nói trên, tôn trọng luật pháp quốc tế và không có những hành động tương tự trong thời gian tới. Liên quan đến giàn khoan Nam Hải 09 vừa được Trung Quốc đưa ra Biển Đông, ông Lê Hải Bình cho biết giàn khoan này nằm trong vùng trồng lấn đang được phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo luật pháp và thực tiễn quốc tế, khi đang phân định thì không được thăm dò, khai thác ở đây.